Sao Triệt chuẩn bị đến với trận thi đấu đầu tiên trong C2? Vâng, mình vừa để thua 1C. Vâng, một trận thi đấu mà map bên mình hơi khoai. Trận kia mà để tôi vào đánh vẫn có lẽ vẫn bật được thôi. Thế trận cho son phù hơi đen một chút. Trở lại trận thi đấu đầu tiên trong C2 này. Vâng, Minwan trong tay của Nobi. Và Minwan bên mình có Minwan Yamato. Bên kia có một Cho Son và có cung gờ tuyển Ezip. Và Minwan là thời điểm đầu có 4 hương lùa về, một thời điểm có vẻ tương đối muộn. Hơi vừa không muộn chút nhưng mà mình hơi bị chậm dân. Máy kinh công à. Yamato thời điểm đầu có vẻ đồ ăn đầu tiên là rất ổn rồi, có một bầy gơ 7 con, 6 con. Giờ qua 6 con liệu rằng trong bóng tối kia có một con hươu nữa xuất hiện không? Và đi lòng vòng trên quanh map này có lẽ thấy thêm một 4 voi nữa. Đáng tươi. Cho nên mình tìm thấy cho mình 4 bãi quả phụ rồi, xe máy Nobi. Rồi, chào anh Tùng. Viên là tên gì kia? Là sao anh nhỉ? In game là gì hay là tên in game anh? Trở lại trận thi đấu này. Để mà mình Minwan của Nobi. Ở bên kia có một chém và có một cung. Trận thì tiên quân không cần phải quá những chiến thuật nhiều các bạn. Chỉ là một thuần đương thuần là một chém một cung thôi. Thì mình liệu rằng có chơi những con cung A của Yamato hoặc Minwan không? Bãi quả đầu của Minwan rất xấu. Giờ tôi mới để ý thấy một bãi quả đầu của Minwan cực kỳ xấu. Và đấy có lẽ là lý do mà Minwan thời điểm đầu hơi bị chậm dần một chút. Một chút cho nó nhẹ nhàng. Minwan này thời điểm đầu tiên không đẹp. Máy máy của kinh công, 25 dân của Yamato đã lên kích đời rồi. Thời điểm 81 thực chắc chắn là kích đời rồi. Một bài cuối 7 dành cho Yamato.
Bài 26 dân, 26 dân của BB, 24 dân của AHV. Chắc chắn rồi, M7 nó chắc chắn sẽ đánh cung rồi. Trở lại trận đấu này, một bài Yamato kinh công và con giò sẽ là công giáp đầy đủ và đang chủ động đẩy lên góc 12 giờ. Chúng ta đào qua máy Nobi một chút xem Nobi tình hình như nào. Vâng, màu hai Nobi lên đời hơi muộn, lên đời rất muộn, một bãi quả đầu xấu. Bài sẽ đánh cung A, vâng, thế nhà rất dễ, rất dễ để bỏ bế thôi. Mặt ở trên nhưng mặt hơi nhiều. Xem máy cầu kinh công đi, xem kinh công đã gặp nhau nào. Gặp nhà mô 7. Ăn được mấy dân? Ăn được 2 dân. Thực ra có thể thấy là lượng lực của Yamato thời điểm này rất khỏe. Có 400 thực luôn. 400 thực này mà 400 thực này để mà Yamato chém thì khỏi phải bàn luôn. Đây là nhà mô 4, nhà mô 4 đó, cho son. Vâng, rất trống trải. Một chơi một bài gọi là vườn không nhà trống. Một chiến lược mà thời nhà Trần nhà trống lại những quân Mông Nguyên. Vâng, vườn không nhà trống rồi. Dò loanh quanh xem dân của mô 4 sẽ nấp ở đâu. Vâng, sang thủ cho nhà của Nobi, xem nhà Nobi mà. Nobi dường như vẫn đây. Rồi có đạo dân có 4 dân của 14 đang đứng ăn đứng chơi ở gần nhà của Nobi. Con nông dân kia chưa? Vừa thấy sát của những con nông dân này cực kỳ thảm thương. Sát của kinh công. Một cơn phủ đen rồi. Trời luôn, liệu rằng là có mấy tay, mấy phủ để phủ những cái bên bị chém này. Được một con, máy luôn. Trời luôn, bây giờ là cung giờ. Còn một bài EZ kẹp cấp P. EZ kẹp P chẳng lực sẽ không khỏe nhiều đâu, chỉ đánh cấp 2A này. Chơi 2A với Yamato thoải mái đi. Sau đấy Nobi thằng này là 26 rồi giữa E của ai. Vâng, ăn bằng cái ăn bằng cái cạnh con hưng bây giờ cho những con đông dần chặt những cái cây gỗ kia đi để có ăn vàng rộng hơn, giúp mình bãi vàng mình có hàng trăm gốc cây gỗ gần chặt hết rồi, cho nó chặt luôn, ăn vàng cho nó dễ. Kinh công đã đến thủ nhà cho người cầm minh oan rồi. Ở mặt đi tốt còn cùng gờ của Zip. Zip trận này chỉ đánh P kẹp luôn, không vào chơi luôn, không cần phải chạy lên. Vâng, đội bạn có phu mình cứ phay luôn. Thì đội bạn tích cực nhiều phu mình cũng là phu chém mình thôi, chém mình ra đấy mình cứ phu đi rồi mình cứ chơi đi, rồi mình cứ rất đông chém lắm là mất mất hai con.
chưa có bánh xe cho mùa 4 thì phải. Và một vượt cung nhẹ của mùa 7 đẩy sang nhà của Kim Công. Mặt bên này mùa 4 chắc chắn sẽ chết Thanh Duộng này. Quay lại chơi. Và một team 1 đường 14 chết rất nhiều do đội xe Nobi. Nobi tham lai là 28, vâng lượng gỗ của Nobi rất nhiều. Quan trọng hơi thiếu thực. Kim Công có không? Ông dường 14 không lên bánh xe. Chắc chắn thời 4 lực sẽ không có để mà lên bánh xe. Như vậy là những con dân 14 sẽ nằm ra điện ở đây. Có 2p được 3p phù chơi luôn. Mất một con, mất hai con. Một tên mình vẫn còn không bị thiệt hại nhiều. Đường gỗ của Nobi hơi nhiều đấy, có về quay vài chiếc ruộng cũng được. Kim Công phải vẽ thêm ruộng đi. Đã thế quyết định đi sai. Thao này là muốn chết cực kỳ sâu rồi. Và tỷ số là 1-0 trong set đấu thứ 2 này. Thank you.